Khi hoa mai vàng bắt đầu bung nở là báo hiệu một mùa xuân mới đang về. Dịp Tết năm nay, những người lính trên đảo chủ động trồng thêm nhiều loại hoa, xây dựng cảnh quan đơn vị, hồ hởi chuẩn bị đón Tết với phương châm vui xuân mới không quên nhiệm vụ. Nhìn những vườn hoa đang đơm bông những nụ đầu tiên mới thật sự cảm nhận được sắc xuân đang về trong lòng mỗi người chiến sĩ xa quê. Mùa xuân đang gõ cửa từng nhà. Ở đất liền, mỗi gia đình, mỗi người đang hối hả, cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc cuối năm với một tâm thế phấn chấn, tự hào để đón một năm mới Quý Mão với bao hoài bão, bao đổi thay. Còn ở các hòn đảo phía Tây Nam của Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ của vùng Nam Hải quân cùng các lực lượng, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, công an, quân đội trên tuyến đảo Tây Nam vẫn miệt mài với nhiệm vụ tuần tra, canh gác vùng trời, vùng biển. Những đôi mắt thần canh biển không lúc nào ngơi nghỉ, thầm lặng bảo vệ, giữ vững biển đảo cho đất liền bình yên. Mỗi cán bộ chiến sĩ trên tuyến đảo Tây Nam thuộc Nam Long và phát huy tinh thần đồi đảo là nhà, biển cả là quê hương, màn hiện sóng là chiến trường, mỗi mục tiêu là một chiến công. Trong dịp Tết thì chúng tôi đã tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, phối hợp đồng với các lực lượng trên đảo, sẵn sàng cho tình huống khi không để báo động bất ngờ, quản lý chặt chẽ các khu mục tiêu trên biển, mục tiêu tầm không, tầm thấp để quản lý chặt chẽ khu vực biển đảo thêm địa tên nào của quốc. Trong năm 2023 thì cũng rất được đơn vị cũng rất được vui mừng, được thủ trưởng cấp trên đã tạo điều kiện xây dựng cái cảnh quan đơn vị cơ bản đảm bảo tốt cán bộ chiến sĩ để quan tâm tư tưởng, và cũng rất vui mừng được đón một cái Tết an khang thịnh vượng. Vùng biển Tây Nam do vùng 5 quản lý rộng khoảng 150.000 km2 với trên 130 đảo lớn nhỏ. Đây là vùng biển có vị trí tiền tiêu ở Tây Nam Tổ quốc, nên từ cấp lãnh đạo Bộ Tư lệnh, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đến chiến sĩ, tất cả đều nêu cao tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng chiến đấu. Với nhiệm vụ canh giữ chủ quyền vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, những người lính biển thuộc Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân có những cái Tết rất riêng. Mùa xuân của họ đã trở thành một phần trong đời sống gian lao mà anh dũng và để lại ấn tượng đặc biệt cho những ai lần đầu được biết. Bên cạnh việc trồng cây, trồng hoa chuẩn bị đón Tết, những người lính đảo cũng không quên nhiệm vụ tập luyện canh gác, chắc tay súng, giữ gìn trời biển. Tình yêu Tổ quốc cũng chính là tình cảm thiêng liêng được người chiến sĩ trên đảo gửi gắm về gia đình và quê hương vào dịp đầu năm mới. Năm 2017 đến bây giờ là tôi chưa về quê ăn Tết. Cũng thì anh cũng vì công việc, vì nhiệm vụ, là vì cũng công việc chung thì bảo vệ sự nghiệp, bảo vệ biển đảo. Mặc dù thì không được về quê ăn Tết, nhưng mà ăn Tết ở đơn vị thì thực ra cũng xa quê. Nhưng mà cái là cái sự động viên của các của thủ trưởng cấp trên và các lãnh đạo của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, khu vực phía Nam để ra thăm và động viên chúc Tết các cơ quan báo đài nữa để chúc Tết, thì anh em đơn vị chúng tôi thì cũng vui và rất chân thành cảm ơn. Thì anh em đơn vị thì cũng tổ chức ăn Tết thì gọi là xa quê cũng đoàn kết đùm bọc lẫn nhau, chủ yếu là vui và là coi đảo là nhà, biển cả là quê hương. Nhân dịp Tết đến xuân về thì nhắn gửi đến tất cả mọi người ở quê hương mà trong đất liền, người thân ăn Tết vui vẻ, đón xuân vui tươi. Còn chúng tôi ở ngoài này thì sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên và Đảng nhà nước giao cho. Bên lá cờ đỏ sao vàng phấp phới, một nhành mai, một khúc ca xuân cũng đủ làm ấm lòng người lính đảo. Trong từng giờ tuần tra canh gác, lòng người lính vẫn đầy sắc xuân. Hoa mai nở thắm, gió xuân la đà, anh bộ đội thêm tuổi mới càng hăng say với nhiệm vụ. Nòng súng như cũng đang mơ màng đơm hoa khi xuân về. Trở lại trạm radar 625 thuộc Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân, đếm chân tại Hòn Đốc, xã đảo Tiên Hải, trong những ngày sắp bước sang xuân mới, lòng mỗi người thấy thanh thản với sự bình yên của cảnh sát nơi đây. Bước chân vào đơn vị là cảnh quan khang trang, xanh sạch đẹp. Những chậu mai vàng tươi tắn, những cánh hoa mới nở đa sắc màu đung đưa trong nắng, những lá cờ phướng và quốc kỳ reo vui trong gió. Tính đến thời điểm này thì
Trong cái thời gian vừa qua ấy, thì nó cũng xảy ra nhiều cái vấn đề cụ thể như là Covid, nên là ít nhất là cũng 3 năm chưa về nhà rồi. Thế nên là cũng bản thân cũng tự cảm thấy là mình cũng phải có cái gì đó nêu cao vai trò trách nhiệm của một đảng viên, một quân nhân, thì cùng với lại toàn thể đồng chí đồng đội với lại anh em trong đơn vị là mình thực hiện cái nhiệm vụ làm sao cho nó trọn vẹn, để mọi mong làm sao là mọi người bà con cũng như là gia đình ở quê hương là ăn Tết vui, một cái Tết thật thật là vui vẻ và đầm ấm. Những cái Tết xa nhà, đón Tết cùng nhân dân trở nên quen thuộc với người lính nơi hải đảo. Bởi nơi đây, tình đồng đội, nghĩa quân dân luôn đông đầy. Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, đơn vị tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện nghiêm túc các chế độ, đảm bảo công tác hậu cần cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, tổ chức cho chiến sĩ ăn Tết sớm để sẵn sàng phối hợp hiệp đồng với các lực lượng tham gia bảo vệ an toàn vùng biển đảo, giám sát thường xuyên và định kỳ các mục tiêu trọng điểm, mục tiêu phòng không và mục tiêu tầm thấp, với tinh thần vui xuân không quên nhiệm vụ. Đối với dịp Tết Nguyên Đán lần này, chúng tôi duy trì lực lượng trực 24/24, duy trì nghiêm cái kiếp trực tại vị trí chỉ huy cũng như là hiệp đồng tốt với các lực lượng, các tàu trực tại đảo trên quần đảo Thổ Chu. Cùng với đó, chúng tôi làm tốt cái công tác định hướng tư tưởng, giáo dục bộ đội, quản lý tốt cái tình hình bộ đội trực tại đơn vị cũng như là bảo đảm tốt các hệ số kỹ thuật, trang bị kỹ thuật, bảo đảm cho nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu cũng như là các tiêu chuẩn chế độ hậu cần của quân nhân trong dịp trực Tết Nguyên Đán 2023. Thời gian Tết, ngoài những cán bộ chiến sĩ tham gia công tác tại các tổ kiếp trực, còn lại đơn vị có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu vui chơi, tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ, đảm bảo chế độ trực theo đúng quy định. Cán bộ chiến sĩ các trạm đang hoàn thiện bàn thờ Tổ quốc và trang trí hội trường, người gắn đèn nháy lên cành mai, người sắp kẹo bánh sao cho đẹp, người xếp mâm ngũ quả, người treo băng rôn, lau chùi các biển bảng, làm mới các khẩu hiệu quân đội. Mọi người vừa làm vừa trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm ăn Tết ở nhà, xen lẫn những tiếng hát nho nhỏ. Với những người lính trên đảo, 2 năm, 3 năm và thậm chí có người đã qua 5-7 năm không về đón Tết cùng gia đình là chuyện bình thường. Bởi với các anh, nhiệm vụ luôn được đặt lên hàng đầu. Các anh sẵn sàng hy sinh những phút giây đoàn tụ bên người thân mỗi dịp Tết đến xuân về để bám trụ nơi vùng biển, vùng trời biên cương của Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Dịp Tết Quý Mão năm 2023 thì ngoài chế độ tiêu chuẩn định lượng theo đúng định lượng ra thì chúng tôi cũng tổ chức ăn thêm cho bộ đội, mỗi đồng chí là 50.000 đồng trên một người một ngày. Thì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các cái nhu yếu thực phẩm như tổ chức gói bánh chưng, rồi thịt thực phẩm để đảm bảo tốt cho cái nhu cầu đón Tết cho bộ đội. Trong dịp Tết đến thì chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí như là tổ chức khai hoa dân chủ, rồi tổ chức các trò chơi dân gian, rồi nghe chủ tịch nước đọc thư chúc Tết, rồi đơn vị chúc Tết. Thì qua đó thì để đảm bảo cho bộ đội để an tâm tư tưởng công tác. Bản thân tôi và gia đình cũng vì cũng nhiều năm cũng chưa ăn Tết ở quê. Bản thân và gia đình thì rất nhớ nhà, nhớ quê hương. Vừa qua thì công tác ở đơn vị thì bản thân tôi cũng phấn đấu và muốn được cấp trên ghi nhận, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trong thời gian tới thì bản thân tôi sẽ cố gắng phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao để bảo vệ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Với những chiến sĩ trẻ, đơn vị luôn động viên khích lệ để anh em an tâm tư tưởng, cùng vui vẻ đón xuân trên mái nhà chung giữa muôn trùng sóng nước. Cán bộ chiến sĩ đã xem nhau như người trong gia đình, nên mùa xuân luôn ấm cúng và tràn đầy yêu thương. Lần đầu tiên đón Tết xa nhà, nhưng trung sĩ Nguyễn Thành Phú, chiến sĩ trạm radar 615 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, cảm nhận không khí ấm áp gần gũi từ đồng chí, đồng đội trong đơn vị và bà con nhân dân nơi đóng quân như bên người thân gia đình, thấy nghĩa tình quân dân như cá với nước. Bản thân anh luôn xác định, trực Tết của người chiến sĩ là để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quốc gia. Và tình đây sẽ là một trong những cái Tết đáng nhớ, tự nhủ lòng mình. Hãy luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cảm xúc của em cũng háo hức nôn nao vì lần đầu tiên em được ăn Tết trong quân đội và ăn Tết một cái Tết xa nhà lần đầu tiên.
buồn vì xa người nhà, và nhưng mà bù lại là có tình anh em đồng chí đồng đội gắn bó với nhau. Đối với các hoạt động đón xuân của các lực lượng trên đảo thì chúng tôi tổ chức các hoạt động vui xuân như bóng chuyền, cầu mây, kéo co cũng như là hái hoa dân chủ trong đêm giao thừa. Cùng với đó thì chúng tôi phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn để tổ chức vui xuân giao lưu, cầu mây, các hoạt động thể thao cho bộ đội trong dịp Tết đến xuân về. Xa nhà nhưng Tết của những người lính đảo không thiếu các món ăn đậm phong vị ngày Tết. Thời gian qua, lãnh đạo đơn vị cũng nắm tâm tư tình cảm, luôn quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần anh em. Các món ăn truyền thống ngày Tết cổ truyền đều có, tất cả đều do các cán bộ chiến sĩ tự chế biến, đồng thời để chuẩn bị nguồn thực phẩm an toàn chất lượng trong dịp Tết và tiếp nhận chiến sĩ mới. Ban hậu cần trung đoàn 152 đóng quân tại đảo Thổ Chu đã chỉ đạo các đơn vị chủ động tăng gia sản xuất. Trong điều kiện biến động về giá cả, nhất là dịp Tết, nhiều mặt hàng ở đảo luôn khan hiếm. Vì vậy, đơn vị chủ động bảo đảm công tác hậu cần, tạo nguồn lương thực thực phẩm, đáp ứng nhu cầu cho người lính. Ăn Tết xa nhà là điều rất bình thường đối với những cán bộ chiến sĩ trên đảo. Thực hiện nhiệm vụ trong những ngày Tết không chỉ là mệnh lệnh của trái tim, mà còn là trách nhiệm bảo vệ sự bình yên cho đất nước, cho nhân dân, và cũng là để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Để bảo đảm trong dịp Tết này thì trước Tết khoảng 2 tháng thì là cơ quan cũng đã có cái kế hoạch bảo đảm công tác hậu cần cho bộ đội trong cái dịp Tết, đặc biệt là về công tác tăng gia sản xuất rau xanh. Thì về rau thì mình có cái kế hoạch cụ thể đưa ra các cái loại rau từ ăn lá, củ quả cho đa dạng để bảo đảm phục vụ trong cái quá trình dịp Tết cho bộ đội. Ngoài cái diện tích mà tăng gia tập trung trồng rau và ấy, trung đoàn thì sẽ tổ chức nuôi cá, chê để tận dụng cái hồ nước để nuôi cá chê để cải thiện đời sống cho bộ đội. Đặc biệt là trong những cái dịp mà thời tiết mà là biệt động, ghe tàu là không có vận chuyển hàng ra thì sẽ dùng cái thức ăn này để cá để đưa vào bếp ăn. Tết là đoàn viên sum vầy, nhưng với người lính biển, Tết vẫn đi cùng nhiệm vụ canh trời giữ biển. Mùa xuân của họ chỉ giản đơn là chiếc bánh chưng, bánh tét và không khí chan hòa của anh em trong đơn vị. Họ luôn sẵn sàng mang mùa xuân của riêng mình hòa vào mùa xuân chung của đất nước, để người trong đất liền có một cái Tết trọn vẹn, ấm áp yêu thương. Một mùa xuân mới đang tràn về, dù đón xuân xa nhà, xa người thân yêu, nhưng với những gì mà đơn vị đang chuẩn bị, vẫn hứa hẹn một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, an toàn và đáng nhớ với những người lính đảo giữa biển trời Tây Nam của Tổ quốc. Tôi đang nghe tổ quận rồi tên mình bằng tiếng sóng trường xa hoan xa rồi vào ghen ra tiếng tổ quận vòng về từ bên cả vào tổ rộng rồi chẳng lượt mùa quay. Tôi đang nghe tổ quận rồi tên mình bằng tiếng sóng trường xa hoan xa rồi vào ghen ra sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước một tặc bên cát trời van tắt đất đơn